Bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ bài viết lên trên mạng xã hội Facebook hoặc Google cộng và lấy hình lên theo ý muốn. Đây tôi ví dụ các bạn trên trang web này, ở đây nó có những cái hình chữ hot, hay cũng hot, đây một cái hình, đây một hình, đây một hình. Vậy là trong bài viết này chúng ta có ba cái hình. Hình này là hình đại diện chính ha. Thì chúng ta khi chia sẻ lên, chúng ta có thể copy hướng dẫn này để chúng ta chia sẻ, và chúng ta sẽ lấy theo cái hình nào chúng ta muốn. Ví dụ đây nhé, các bạn dán đường dẫn vào, chờ một chút. Thì ở đây á, nó sẽ lấy lên một cái hình ngẫu nhiên, nhưng ở trên này ta có thể chọn. Đây các bạn click đây một, hay lấy hình đầu tiên, hình thứ hai, hình thứ ba, hình thứ tư, nó có bốn tấm hình. Thì chúng ta có thể lấy một trong bốn tấm hình theo ý muốn của chúng ta. Đây các bạn đăng rồi, đăng đây sẽ lên theo cái hình ý muốn của các bạn. Cái hình này thì ở đây là nằm vị trí thứ hai, các bạn lấy theo ý của các bạn nhé. Thì có một số trường hợp là khi chia sẻ cái hình nó không có lên theo ý muốn. Ví dụ như đây, đây cái hình này nó chỉ lấy là cái logo của trang web. Rồi có những cái hình á, thì sẽ lấy được cái hình chính thức như cái này. Bài viết này các bạn chia sẻ ở đây thì sẽ lấy được tấm hình đại diện rõ rệt. Đây tấm hình nằm đây, tấm hình đầu tiên thôi, chứ nó không lấy được tấm hình theo ý của các bạn. Các bạn copy này bỏ lên trên Facebook, bạn dán vào và các bạn có thể chọn theo tấm hình các bạn muốn. Như ở đây chỉ có một tấm hình này được nhận diện, thì chỉ có một tấm hình được nhận diện thì sẽ lấy tấm hình đó ha. Rồi bên Google cộng cộng đây, khi các bạn chia sẻ lên cũng vậy, cũng tương tự. Ô cộng thì các bạn dùng đường like đây, dán vào, ok. Bên này có cái chỗ có nút thay đổi hình ảnh nè, các bạn chọn đó. Bên nút của cộng thì nó sẽ chọn nhiều hình hơn. Đây nó lấy những tấm hình nhỏ, hình lớn. Ha. Các bạn quay click rồi để chọn thay đổi, nó lấy bên nút của cộng thì sẽ lấy rất nhiều hình hơn là bên Facebook ha. Đó hay rất nhiều, các bạn chọn thấy cái hình nào ưng ý thì các bạn lấy lên thôi, nó sẽ chọn hết các hình ở trên trang web có hiển thị và nó sẽ đưa ra những tấm hình khác. À, đây tôi đặt như vậy sẽ lấy được tấm hình theo ý của các bạn lên. Rồi vậy chào các bạn nhé.